Có gì chức về trước nha cả nhà ơi. Đó anh Hưng chở đi chức về nha cả nhà. Nãy giờ chức cũng ngồi buồn ngủ mà chứ không dám động đậy gì hết, chức chỉ biết ngồi im thôi. Bây giờ còn một cái món cuối nên mọi người ở đây cũng ăn xong rồi về nha. Cái này là cơm gì anh Bảo? Cơm rang muối Hồng Kông. Đó đây cơm rang muối Hồng Kông, xứng ăn không? Rồi. Đó giờ em quay chị này, giờ chị muốn đi bước nữa đúng không? Trời em vô hẳn vấn đề không mà chị, chứ em không có đi dọc đi ngang gì đó, chị muốn là em cho chị đi. Được. Gì? Đó, chị Nguyên cũng vui vẻ nha cả nhà ơi. Đó giờ em đang quay chị nè. Nói chung á, kiểu là em quay chị là nói chung quay chị là không có quay giải trí được, quay chị là chị phải làm những cái điều đó hot hot người ta mới chú ý hơn. Phải tương tác thì chị phải còn có cái gì khác nữa thôi. Bây giờ coi liền luôn. Cô em lên là sốt nóng dẻo luôn á. Bây giờ đang coi khúc này nè, chưa nay đang coi khúc bài chức nè, đừng chờ nói chuyện về tao nè. Nếu em lên kịch bản cho chị là em phải lên sâu hơn, giống như dạng là giống như chị đang chạy ngoài đường mà chị quẹo vô một cái đó, gọi là một cái vòng quán gì đó. Bây giờ kịch bản nào bây giờ hãy là mọi người nha, giờ chị Quyền là đang muốn là đi bước nữa, sống giờ đúng rồi, đang lục đột muốn kiếm một anh nào đó hay mới rồi gì chị Quyền ở đây, giờ chị tên về họ tên về thủ tác cái là cũng làm nghề về kiếm anh biết kiếm chồng như thế này nó đi rồi cái này sao? Cái này là chỗ nói vậy, không có nói vậy mà cũng muốn đâu rồi lấy cũng cài cũng nhiều ra thì nói là chị rồi vậy mà muốn quay clip này cho đồ đồ á. Nói chung là em mà chỉ có kết nối yêu thương thôi, chị muốn quay chị muốn em quay làm kết nối yêu thương thôi chứ không có quay đâu được hết á. Không có vấn đề gì con. Đó chủ đề nó kết nối yêu thương gia đình tan vỡ. Gia đình tao phải quay chủ đề tan vỡ với chị. Anh là kết nối yêu thương là em kết nối tan vỡ. Cái giờ thì giống như là chị phải quay em xong rồi chị tan vỡ xong chị đến anh vỡ đúng rồi. Bây giờ là thằng giờ anh cái nút máy trước đây, giờ anh ông quay cho chị chớp. Rồi làm như là chị tan vỡ vậy là giờ là chúng ta em kết nối yêu thương với chị là anh mới. Ok là biết không? Đúng rồi. Em phải nhà mới cho chị liền. Đó vậy đó. Quan trọng ai vô ở chị nè. Không còn là nó dạng của đó là nó dạng là đập nhà, còn em là dạng xây nhà. Em là đập đổ á. Em đạp xong em đổ luôn á. Ê, mày đạp sao mày đạp vừa cái bóng rồi mày. Dễ xây với nhau mày đạp vừa cái bóng luôn à. Đạp hồi đấy. Đạp người đâu rồi? Đạp người đâu rồi? Rồi cầm đi về lẹ lắm, mỗi lần về là chị cầm rất là lẹ luôn. Giờ rồi. Đó giờ còn có gì Sơn, chị Hương với chị. Hưng đi về luôn rồi, đi Hoàng. Không xe của anh Hưng nè. Có chiếc xe màu đỏ đó chị. Nè. Bọn đầu tao đi toilet đó ra. Chắc đi toilet rồi. Dạ, chào ba mà trước vậy. À, bây giờ quay chủ đề chính đi. Đó, giờ về là chủ đề chính nha cả nhà. Đó, bây giờ, theo em nghĩ giờ chị muốn đạp đổ yêu thương đúng không? Thì em sẽ đạp đổ yêu thương với chị. Ê, để chừng cái bóng này mày. Mày đạp sâu quá, cái bóng là dễ xây nhà mày. À, đó hiện trạng năm nay chị Quyền cũng 40 mấy, gần 50 rồi. Thì em nói đại khái đi, mà dù em nói già đi thì người ta nhìn chị trẻ đúng không? Đúng không? Trẻ số tuổi ta vẫn thích đúng không? Em thấy già. Đó, anh Bảo thấy già nha. Cái gu này đâu gu của anh Bảo đâu, chỉ gu anh Bảo là chỉ cầm. Ở ngoài. Bảo gu mặn lắm. Rồi giờ là trẻ rồi. Sao nữa? Đó bây giờ thôi để cho chị này nói chuyện chị Quyền đi. Ba vợ chồng năm nay 77 rồi đó mà tính đủ sao mấy rồi. Ủa mà bây giờ bắt đầu giờ chị đang niềng răng phải không?
sắp tháo liền ra rồi, vậy là mọi người chuẩn bị đặt cọc đi, tại vì á chị Quyền mà tháo ra rồi là coi như ngày đó là ngày đám cưới, đi thêm bước nữa nha cả nhà. Đó, đó là phải qua bên kênh Lạc Qua TV nha. Ý là em đang đập đổ ngoài về để cho đổ vỡ trước rồi sao ô cái anh. Sao nghe nó căng quá vậy, cũng phải bị chửi không trời. Bây giờ là em quay clip để dành đó, để khi mà khi nào chị đổ vỡ xong rồi bắt đầu à em up clip lên liền luôn. Đúng không, là hợp lý không? Đúng rồi. Em xây nhà mới, em xây nhà mới. Quan trọng nhà mới là nhà lá, nhà gì nha, nhiều khi nhà bằng đất. Nhà dậu là nhà lâu sẽ hơi đẹp, nhà lâu đàng hoàng nha. Mà có yêu thương lâu dài không? Nhà lâu là không yêu thương lâu dài, nhưng mà một cách liều tranh hai quả cung vàng là sẽ lâu dài. Hợp lý. Quan trọng là chỉ muốn cái nhà nào thôi. Mà quan trọng giờ ai đâu ai cần ra một nút đường tranh đâu, cho cần nhà trước đi. Có nhà lấy trước đi sao. Vậy là chị muốn cần là một căn nhà lầu xếp tiền đô đúng không? Hay là một căn nhà tranh hay quả cung vàng? Đó, cho chị trả lời. Chị chọn á. Em nhà nào cũng xây được hết á. Ủa, chị phải em nữa không? Đó là sự tin tưởng với khách hàng đối với kênh của em nha mọi người. Đó, nếu mà chị đến mà chị mà qua bên dậu á, dạng kết nối yêu thương thành công rồi, mấy chị mà muốn đập đổ nó chị qua chị alo em qua đập đổ cái. Đó, hôm nay cháu xe cho chị Quyền lên sóng nha cả nhà. Mẹ về cái con gái lớn là quậy liền ha. Đúng rồi. Lên sóng liền. Cũng được hết chức idol nha. Chức idol nha. Thấy bọn cầm luôn rồi. Bởi dù lỡ muốn sau này chức có mất chị không mấy ngày chị. Công tháng luôn hả trời. Em mà dạng đúng cái bộ luôn mấy nhà mọi người. Em quay bún cái mộ thôi. Ủa bún cái mộ đem về nhà quay của mình. Chị nghĩ là bây giờ hai em nói chung là bây giờ là chị vô đây chứ cả sống chết là giờ biết đứt biết rồi. Bây giờ quan trọng vấn đề bây giờ là chị muốn ngủ người như thế nào. Đó giờ nói chung là em đập đổ xong rồi đó, giờ cứ em xây đi. Muốn ngủ người như thế nào, người đàn ông như thế nào trong ý tưởng của chị là trong cái này là ý tưởng nhất. Thứ nhất là sao công an sự nghiệp như thế nào, giám đốc hay là chỉ có chức giám đốc hay là trưởng phòng, có giám đốc hay là thợ hồ, là chủ thợ hồ. Không, cái đó là em đang nói gì dạng là một căn nhà lầu xếp tiền đô đó nha. Còn bài một căn nhà tranh hay quả kim vàng đó là chỉ có thợ thợ hồ để xuống thôi nha. Thợ hồ nè, xe ôm công nghệ nè, xe ôm truyền thống nè, buôn bán nè. Mà thợ hồ được cái là có sức rồi nha, khỏe à. Đúng không? Đó, nói chung hiện kim trước tính gì tính đi đúng không? Yếu yếu cũng không sao nha cả nhà, xem clip cả nhà nhớ nha. Đó, yếu là đỡ mệt. Tối cũng ngon hơn đúng không? Mà yếu sinh lý thì né ra cái clip của em nha. Ủa làm gì ní? Là sinh lý mạnh thì vô kênh của em nha mọi người. Ủa dù yếu sinh lý mới qua gặp chị Quyền mà chị Quyền đang cần mà. Cái gì? Nói chung ý sinh lý vẫn được mà đúng không? Vậy là bây giờ mấy anh nào mà làm thợ hồ, buôn bán, chạy xe ôm, né ra mấy em ra. Đi đâu né ra cái kênh em ra giùm nha. Còn những anh nào làm chức giám đốc, trưởng phòng, phó giám đốc nữa thì hãy vào kênh của em nha. Đó. Đó, có nào á muốn sau này á tự nhiên 1-2 năm sau gặp chị Quyền bận cái bộ đồ là vợ của Phóc. Buộc cả vợ tại giờ bữa đó chị Quyền đi xe hơi lại nha. Đúng rồi. Anh ép một cái được cái phòng tài xế gì bấm nút cái cửa ra cái hàng rớt xuống cái đó đừng quên của em nha, em là cái người đập đổ cho chị đi thêm mức nữa nha. Nhớ em nha chị Quyền, em mà là con dậu nhớ em nha. Đó, để chồng chị nhớ em lắm. Đúng rồi, chuyến này là chị có xây nhà mới chắc luôn. Đó, bây giờ nói chung ngày đó gần sao nha. Em một ngày có mấy triệu chị. Nói chung là mấy anh nào mấy anh thì kêu được không vậy? Đó, mấy anh Việt Kiều cũng có cơ hội nha. Chẳng hạn như là giờ chẳng lẽ giờ chồng có gì chồng luôn ta. Nếu như anh làm bồi nè, anh hút bồi nè, anh tôi yêu bọn chồng nè. Không, cái anh nào mấy anh nào mà hay gửi tiền về đi anh lôi con đi. À mấy anh hay gửi tiền về đó. Để lo coi. Ba vợ chồng anh này mua vé số đồ á mày ra. Anh Cưng Nguyễn nè. Anh Cưng Nguyễn cũng hay ghẹo chị Quyền nè, anh hút ông nè, anh Diêm Lâm nè,
anh Vinh Lâm được nha. Rồi anh Vinh Lâm mà gia thế rất là khủng nha. Rồi được luôn á. Rồi anh To Liên Nguyễn mà. Rồi anh nào nữa ta. Nói chung giờ mấy anh nào mà muốn thì cứ đăng ký vô, hãy cho một like, một chia sẻ, rồi một comment nha cả nhà. Số 1 nha mọi người, để phân biệt dễ nha. Số 1 là Việt Kiều nha, số 2 là Việt Nam nha. Đúng rồi, để dễ chọn đúng không? Để dễ phân biệt cả nha. Rồi là cái những người nào mà làm chức giám đốc trở lên thì bấm số 0 nha. Đó, giám đốc, dù giám đốc trở lên là bấm số 0 giùm em nha. Bà vậy là làm chủ á. Còn bà dạng mà làm công á, là chủ phòng đổ xuống là bấm số 3 đi nha mọi người. Đó, cho em dễ nhớ nha mọi người. Hôm qua cái clip này em cũng mong chồng cái gì rồi cũng qua kiếm em nha. Có lắp cho mọi người. Em thì không biết nha, em chỉ nói theo những gì em suy nghĩ nha. Mà em đang suy nghĩ là em suy nghĩ giỡn thôi chứ em không có thiệt nha. Tại vì cái suy nghĩ của em là chị Quyền, trước khi cái clip này chị Quyền đã nói cho em nghe rồi. Nói chung cái này là xé nháp đúng không? Cái này xé nháp vui vẻ nha cả nhà. Em nói chung là em đang thực tập để em sẽ nhảy mọi người. Nhưng mà tương lai sau này thì em giúp mọi người cái thằng gì đó nha mọi người. Xé nhà đạo diễn. Xé nhà cái đập nhà. Thằng đốt nhà, thằng xây nhà lại đó, tương lai là nói chung đập nhà dễ lắm, xây nhà hơi khó, đập nhà lấy nguyên cái bơm á, bởi vô đùng cái là nổ liền. Đúng rồi. Thôi em xây nhà nói chung là sẽ kết nối được, quan trọng là mấy anh nào mà như là muốn kết nối thì cứ liên hệ với em nha, số điện thoại cũng để trên comment trên số nha mọi người đó. Nhưng mà đừng có chửi gạch đá em rồi. Được rồi đó, sau clip này là mọi người nhớ thả tim cực mạnh nha, đó chị Quyền sẽ lên tiếng thường nha cả nhà. Rồi đó, bà chị Quyền ai 42 anh. Bây giờ để nói cho hết chị Quyền cho mọi người nghe nè. Chị Quyền của em á là sinh năm 1982, hôm nay là 42 tuổi. Tuổi là tuổi gì ta? Tuổi gì chứ tuổi gì? Chào á. Mua dầu gọi đặt được hai người xã không biết. Bây giờ chị nói cho em biết là chị không quên, chị còn hàng vậy. Nói cho chị còn hàng khuyến mãi. Từ đó. Bây giờ cái tủ của chị Quyền là tuổi gì con về quên rồi. 1982 tuổi tốt nha mọi người. Nói chung á chị Quyền của em thì nói chung là một lần đổ vỡ nha. Bây giờ đến chị Quyền của em á là phải nha. Nước sôi và hai bình. Ủa gì một bình hai bình? Hai bình lận. Hai bình lận. Hai cái bình sữa lận. Cái thứ nhất. Chừng nó đấu đẩy bà. Cái gì? Rồi sao? Rồi sao? Hai người nó đấu biết mà em không phải danh liệt luôn. Trời ơi, không phải danh liệt luôn. Trời ơi, giờ anh hứng bại danh liệt em mới ngồi đây nhậu đó anh. Chị Quyền của em nói chung là chị Quyền chuẩn đề cho mọi người. Chị Quyền của em rất là giỏi kinh doanh buôn bán nha mọi người. Đúng rồi. Nói chung là xào chẻ, cái gì cũng xào chẻ được trong nghề buôn bán nha. Xào chẻ là giống như quẻ cài. Mày nói chung chung đi, mày cứ vui ra hoài à. Sao xây nhà được. Đó là cái thứ hai nha. Đó, giờ mà ai nhắm đến chị Quyền của em được phải nước luôn hai cái bình sữa nha. Hai cái bình sữa này nói chung là hơi nặng đô xíu nha mọi người. Một bình nước sôi và hai cái bình sữa. Một bình nước sôi, hai bình sữa hả? Đúng rồi. Đây là bình thủy nè. Còn hai bình sữa nữa, cái bên nữa. Chỉ còn bình nước sôi nữa. Là cái anh kia là bột. Mấy anh nào tới chị Quyền là đem bột tới pha sữa cho con. Có thì thôi. Đó đúng rồi, hợp lý không chị Quyền, hợp lý không? Đó, nước sôi là có sẵn nha, sữa là cũng có sẵn. Bình sữa có sẵn luôn nha, chỉ nước có bột pha sữa thôi nha mọi người. Rồi lỡ sau này chị lỡ mà kiếm được một người tốt rồi sao, chị có nhớ cái của em không? Ủa đóng liếp hả? Rồi anh thì cũng rồi đó giờ. Rồi đó giờ, nhà cũng mừng không cũng chết. Ờ đóng liếp vui vẻ nha cả nhà ơi. Vui vẻ rồi, chọc ghẹo nha. Đừng có chồng vô chồng kẹo mà xỉn nọ luôn nha mọi người. Sao clip này chị Quyền nổi luôn á. Sao clip này chị Quyền nổi rất là nổi nha. Không biết là nổi như thế nào là không biết nha mọi người. Nổi trên sông mà mệt anh. Thôi kết thúc clip đây nha mọi người. Mọi người giấu anh Quyền chị Quyền. Chồng kẹo chơi vui nha mọi người, chứ không có gì nha mọi người. Bye bye nha mọi người. Chồng kẹo 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 chồng k
quay clip để cho có clip quay nha mọi người. Ủa cái gì anh Bảo nói gì vậy? Rồi cái anh Bảo là cũng kết nối yêu thương không Bảo. À, bây giờ đúng rồi, đúng rồi, nãy là Lương Gia Bảo cũng nói một cái một tuyên bố với tụi em là hưng bại danh liệt, thì nhà ra là cũng rất là hưng bại danh liệt nha mọi người, rất là toàn đó nha mọi người. Em ngồi em nói mấy câu mà nó ghép clip em lên, nói là anh Bảo bức xúc rồi tùm lum đá cho nó. Em giờ đỡ anh. Ủa mua được bình bích của bà Cầm mà nó nói là anh Bảo ngồi đợi ra Bảo hết. Chung là nguy hiểm lắm hiện. Lên cộng đồng mạng là con dao hai lưỡi. Đúng rồi. Đúng rồi. Còn chúng rất là nhiều nha. Đóng vai phản diện không à? Mọi người rút kinh nghiệm nha mọi người. Rồi nhớ bật toàn nha, đừng có cho toàn quay nha. Dậu quay được mọi người. Dậu giảm đâu. Bây giờ dậu giảm đâu dính ra đâu. Không, cái bà dậu quay để có tiền đi đập cái đó. Có tiền cái đập đá luôn. Nói vậy đó, không toàn nói nha mọi người. Toàn ghê lắm nha mọi người. Cái miệng anh cũng đâu có vừa nên Bảo nên năm nay anh hơn bài danh liền là đúng rồi. Tạm biệt mọi người, mọi người ơi. Nói chung là đang là để ngày mai em sẽ ra đầu clip riêng về gia thế của ông Bảo như thế nào, cuộc sống thế nào. Thấy cái đầu đột nhập nhà anh Bảo không bữa nào? Có nào đập nhập thấy thấy trong nhà toàn là cơm với lại mì gói. Anh Bảo có, anh nhớ là hôm qua anh Bảo có điện thoại cho em nói là cuộc sống gia đình cũng nói chung là không có hạnh phúc. Rồi bây giờ chúng ta cũng là của các giường. Giờ nói lại cho mọi người, đừng có cho dậu quay nha mọi người, quay cho dậu quay thân bại cho liệt nha mọi người. Ủa có luôn á, dậu nãy nói đúng không anh Bảo? Hai người luôn nha mọi người. Bye bye nha cả nhà. Bye bye anh Bảo ơi. Rồi, kết thúc clip nha cả nhà. Bye bye.